Vâng, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình đang có mặt tại showroom KTM Sapa tại đường Cộng Hòa, thành phố Hồ Chí Minh để mang đến cho các bạn một siêu phẩm vừa mới được nhập về Việt Nam. Trước khi tiết lộ cho các bạn siêu phẩm đó là gì thì đây là cái chìa khóa của nó. Các bạn nhìn có giống một cái chìa khóa ô tô không? Đó. Thì để không để các bạn chờ lâu nữa, ngay bây giờ mình mời các bạn bước vào showroom. Vâng, và đây là showroom KTM Sapa. Và chiếc xe mà hôm nay mình muốn giới thiệu đó chính là đây. Một siêu phẩm vừa mới được đem về Việt Nam, Super Duke 1290R. Yeah, chiếc xe hoàn toàn mới, vừa mới được nhập về thành phố Hồ Chí Minh luôn. Lúc đầu mình có giới thiệu một cái chìa khóa của chiếc xe thì các bạn hãy tiến tới đây. Một cái chìa khóa cảm ứng và đây là vị trí chúng ta có thể kích hoạt xe nè. Chúng ta có thể để vào đây ha. Đó, rồi các bạn hãy nhìn đồng hồ đi. Wow, một cái đồng hồ hoàn toàn mới của 1290. Có thể nói chiếc xe này là một chiếc xe được KTM xây dựng dựa trên chiếc Super Duke cũ với những cái đặc tính nổi trội của cái động cơ 2 xi lanh chứa danh của KTM. Và KTM họ đã tiến hành giảm cân cho chiếc xe này, đồng thời trang bị thêm những cái công nghệ được lấy từ trường đua, cụ thể hơn là được hiệu chỉnh bởi đội đua KTM của giải đua MotoGP. Ngay phần đầu chúng ta có thể thấy một cái kiểu thiết kế đèn rất là quen thuộc của KTM. Và chính giữa cái đèn nó đó chính là cái đường lấy gió vào của cái hộp gió luôn. Đây, đây nhá. Và cái đèn này nhìn các bạn có quen không? Các bạn đã từng thường thấy trên những chiếc Duke 390 cũ rồi đó. Có thể nói Super Duke 1290R là chiếc xe mà KTM dành rất nhiều tâm huyết cho nó. Và đặc biệt hơn là hãng xe đến từ Áo đã trang bị cho chiếc xe này rất nhiều đồ chơi thuộc hàng top luôn. Thì đây các bạn có thể thấy cặp phuộc WB Apex nổi tiếng độc quyền của KTM đã được trang bị. Đó, ngay phía bên dưới nè, một cái kiểu thiết kế mâm đúc 5 cánh mới nhé. Heo thì heo Brembo Stylema. Stylema là một cái dòng kẹp phanh Brembo rất là mới và được tích hợp rất là nhiều công nghệ. Ngay cả trong cái việc cái piston á, cũng có thêm những cái lỗ để tăng cái hiệu quả giải nhiệt và làm mát cho cái heo phanh này. Đĩa phanh là đĩa phanh Brembo luôn nha. Nguyên phần đầu là toàn là đồ chơi. Tay phanh Brembo, bình dầu rời Brembo. Bên này thì là cũng là một cái cùm côn dầu đồ chơi đi chung với nó luôn. Magura. Cái điểm mà KTM nâng cấp trên Super Duke lần này đó chính là nó bao gồm khoảng 6 điểm nổi bật nhất. Bắt đầu từ cái phần khung sườn chính mắt cáo này, vẫn là cái kiểu khung sườn mắt cáo được sơn cam rất là nổi bật của KTM. Tuy nhiên thì cái khung sườn này đã được thiết kế lại và nó đã được nghiên cứu từ trường đua ra. Phần khung chính này nhé là khung mới hoàn toàn, khung phụ khung cũ thì nó sẽ hai cái đường nó song song là khung đúc, còn trên 1290 mới đó là khung dạng ống, nó sẽ nhẹ hơn và nó linh hoạt trên cho chiếc xe rất là nhiều. Đáng tiền nhất, đắt giá nhất đó chính là nguyên một cái khung phụ phía sau từ đây lên đây là từ hợp kim nhôm và carbon. Tuy nhiên cái carbon của KTM áp dụng trên Super Duke này á, nó rất là hay nha. Nó gần giống như là cái kiểu carbon mà hiện nay những cái thương hiệu siêu xe trên thế giới đang áp dụng. Thay vì cái sợi carbon dệt như chúng ta đã từng được biết á, thì carbon này rất là đẹp nha. Những cái vân được làm rất là tự nhiên. Đây là carbon, vật liệu carbon hết nha các bạn. Ngay bên dưới đây, dàn chân sau, dàn chân sau chúng ta có gì? Bắt đầu từ cái pen đạp của Brembo luôn, bình dầu Brembo, vẫn là hệ thống phuộc WB Apex độc quyền của KTM. Tuy nhiên thì KTM đã tiến hành chỉnh lại, thiết kế lại, có nghĩa là cái góc đặt phuộc nó sẽ đứng hơn Super Duke đời trước. Rồi ở phía sau vẫn là cái gấp đơn đặc trưng của Super Duke, đi kèm với nó là kẹp phanh Brembo B4 luôn. Vâng, và đây là một điểm nâng cấp
quan trọng nữa trên Superdúc 2020 đó chính là cái screen arm, cái gấp đơn của chiếc xe nó đã được thiết kế mới lại hơn, nhẹ hơn gấp cũ, và nó sẽ cho cái hiệu hiệu năng cân bằng hơn cho chiếc xe, cũng giống như là linh hoạt hơn chiếc xe. Sườn chính nhẹ hơn khoảng 2 kg, sườn phụ nhẹ hơn 1,5 kg, và đặc biệt hơn, cái điểm làm nên cái biệt danh The Beast, quái vật của Superdúc 2020 đó chính là cái cục máy LC8 này. Vẫn là cái động cơ V75 độ 2 piston, đường kính piston lên tới 108mm. Và cái piston trong này đã được sản xuất áp dụng theo công nghệ tương tự trên trường đua F1. Và các bạn có biết không, điểm ăn tiền của cái động cơ này đó chính là mức công suất và cái moment xoắn nó đến nhanh hơn những cái đối thủ khác, giống như là chiếc Ducati Street Fighter V4 vừa mới ra mắt vào năm ngoái thôi. Cái động cơ trên Superdúc 2020 nó có công suất là khoảng 180 mã, và cái moment xoắn là 140 Nm. Thực ra thì triết lý của KTM họ sẽ không chạy đua theo công suất. Hiện nay các bạn thường nghĩ đến những cái dòng xe hơn 1000cc là nó sẽ có công suất hơn 200 mã nha. Tuy nhiên thì đối với Superdúc 2020, 180 mã nhưng mà moment xoắn tới 140 Nm, và cái điểm nhấn nó nằm ở cái moment xoắn, có nghĩa là 140 Nm nó sẽ đến ngay từ cái vòng tua khoảng 8500 vòng trên phút, có nghĩa là nhanh hơn chiếc Ducati Street Fighter V4 rất là nhiều. Đối với Ducati thì cái moment xoắn chỉ vào khoảng 123 Nm, tuy nhiên thì cái tua máy phải hơn 11500 vòng thì mới đạt được cái mức công suất đó. Và theo cá nhân mình, Street Fighter thì nó sẽ có cái mức công suất tối đa cao hơn rất là nhiều, trên 200 mã lực. Superdúc chỉ có 180 mã thôi. Và theo cảm nhận của cá nhân mình, một chiếc Naked Bike thì sẽ quan trọng hơn về cái torque, có nghĩa là cái moment xoắn, hơn là cái công suất tối đa. Bởi vì đối với những dòng sport bike thì công suất tối đa nó sẽ quan trọng hơn rất là nhiều. Mặc dù cho những chiếc Naked Bike có làm thiết kế khí đồng học hoặc là cải tiến gì đó thì cái hiệu quả khí đồng học chắc chắn nó sẽ không bao giờ bằng được những chiếc sport bike, super bike với cái bộ quay gió khí đồng học rất là tuyệt vời. Như vậy thì động cơ trên Superdúc đã đáp ứng được cái tiêu chí, đó chính là cái moment xoắn cực đại đến nhanh, rất nhanh, 8500 vòng trên phút, nhanh hơn rất là nhiều so với Ducati Street Fighter V4. Rồi, ok, mình sẽ chia sẻ một xíu về cái động cơ này thôi. Hai máy nhé. Thường các bạn bây giờ thì quan tâm tới anh ơi, xe này bao nhiêu cc, bao nhiêu máy, rồi giá tiền bao nhiêu, thì mình xin chia sẻ luôn. Chiếc này thì chỉ có hai máy thôi, 1300cc, và giá tiền nó rơi vào khoảng 700-750. Đó là giá tiêu chuẩn thôi nha. Cái mức giá này còn linh động hơn nữa, và hiện tại xe, chiếc này là chiếc đầu tiên có mặt tại Việt Nam, và các bạn có thể đến liên hệ KTM Sapa ở đường Cộng Hòa, thành phố Hồ Chí Minh để trực tiếp chiêm ngưỡng. Và sắp tới xe này sẽ chuyển đi Hà Nội để cho các bạn ở miền Bắc có cơ hội được trải nghiệm. Một chiếc xe châu Âu mà không nói về công nghệ trên xe thì là một điều rất là thiếu sót rồi. Mời các bạn hãy tiến vào cái phòng demo, mình sẽ demo cho các bạn xem. Chúng ta sẽ mở bằng cái công tắc ở đây nha. Rồi, đó, Ready to Race, một slogan rất là nổi tiếng của KTM. Cái phần cùm bên này nhá và cái phần cùm bên kia đều đã được nâng cấp, thay đổi cái kiểu thiết kế. Phím bấm vật lý, tuy nhiên nha, các bạn nhìn đi, những cái phím bấm của KTM Superdúc á, nó là những cái cánh nha, rất là đẹp nha. Và cái cảm giác mà chúng ta chạm vào á, rất là nhẹ, rất là êm ái. Wow, rất là nhẹ luôn, vẫn có thể cảm nhận được, nhưng mà cái kiểu bấm rất là nhẹ, không còn cái kiểu kịch như mà cái phím bấm vật lý bình thường nữa. Superdúc sẽ được trang bị cái hệ thống ABS trong cua. Tuy nhiên thì cái ABS của Superdúc rất là hay, có nghĩa là ở trạng thái bình thường, những khả năng vận hành bình thường á, chúng ta sẽ được ABS can thiệp vào cả hai bánh, bánh trước và bánh sau. Tuy nhiên đối với có một cái chức năng, đó chính là cái mode Super Moto, có nghĩa là ABS chỉ can thiệp vào cái bánh trước thôi, toàn bộ bánh sau sẽ được ngắt ABS để chúng ta có thể slide trong cua như thực thụ, như một tay nài thật sự. Superdúc 2020 được trang bị tới rất nhiều chế độ lái. Hiện nay thì xe phân khối lớn nói chung, và xe đặc biệt là xe phân khối lớn châu Âu, được trang bị rất rất nhiều
công nghệ trên xe. Bây giờ chúng ta hãy thử khám phá cái Ride Mode này nhé. Sport, Street Range 3, chế độ vận hành tiêu chuẩn của Super Duke. Đây, chúng ta có thể chỉnh lại hết tất cả thông số này. Rồi, chiếc xe này còn có thể trang bị thêm cái chức năng là Cruise Control nha. Cruise Control là một cái chức năng rất là hay trên xe ô tô, nay đã có trên xe hai bánh luôn rồi. Quá tuyệt vời, đỉnh cao. Setting thì chúng ta sẽ có những gì? Đấy, Bluetooth luôn. Rất là nhiều tùy chỉnh. Giống như chiếc Ducati Hyper Motard 950 mà mình đã trải nghiệm cho các bạn xem đó, thì Super Duke 1290 cũng có những trang bị đó. Wow, rất là đẹp. Đặc biệt hơn, trong cái Super Duke được trang bị cái cảm biến 6D hiện đại, và ngày nay những mẫu Moto Plagship, mẫu mô tô hàng đầu đều được trang bị cái những cái cảm biến. Thì cái cảm biến này, cảm biến gọi dễ hiểu là cảm biến 60. Nó sẽ hỗ trợ cho cái hệ thống kiểm soát lực kéo, traction control, cũng giống như là cái hệ thống ABS trong cua rất là nhiều. Có thể nói Super Duke là một chiếc xe được KTM trang bị những cái đồ chơi thuộc hàng top, và đều được KTM nghiên cứu từ trong trường đua để áp dụng trên một mẫu xe thương mại có thể vận hành hàng ngày. Và đây là một chiếc xe mới hoàn toàn, thì nếu mà trong thời gian sắp tới có cơ hội thì mình sẽ làm một clip review về cái khả năng vận hành của chiếc xe. Hôm nay thì chúng ta sẽ chỉ trải nghiệm một vòng nhanh thôi tại showroom. Vâng, và đây là 1290 Super Duke R phiên bản 2020, chiếc xe mới nhất và đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi clip lần này, và hẹn gặp lại những clip lần sau.